Tại tỉnh Kiên Giang cùng thời gian này, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã tổ chức hội nghị tăng sự thường kỳ nhằm đúc kết lại các công tác Phật sự trong thời gian vừa qua và triển khai Phật sự trọng tâm trong thời gian tới. Tại phiên họp, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Thư ký Hội đồng trị sự, Phó Ban Thường trực Ban trị sự kiêm trưởng Ban tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã đúc kết khóa tập huấn truyền thông được diễn ra từ ngày 17 tới ngày 18 tháng 9 năm 2023, đồng thời triển khai tổ chức các khóa trung cấp Phật học cho cư sĩ Phật tử, công tác thành lập ban quản trị tại các tự viện, kế hoạch tổ chức khóa tập huấn cho chức sắc, chức việc các tôn giáo năm 2023.